Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chúc cả nhà một ngày mới bình an, hạnh phúc. Hôm nay mình tiếp tục cập nhật những cái tin tức hot news tại Costco, đó là thuốc giảm cân Ozempic đã có giá rẻ tại Costco. Hội viên Costco nhận lại 55 đồng 90 cent ra sao? Thuốc theo toa 90 ngày chỉ có giá 10 đồng tại Costco. 3 món nhất định phải mua tại Costco là những món nào? Chương trình giảm giá khi mua đồ gia dụng điện tử 2.400 sẽ được giảm thêm 600, 2.000 sẽ được giảm thêm 400 và 1.500 sẽ được giảm thêm 200 ra sao? Nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, nhấn like, bình luận và chia sẻ video nha. Tin mới nhất về Costco ngày 2 tháng 7, 2024. Những người đã mua khăn lau ướt hiệu Curlen Signature Moist Plusable Wax từ Costco trước đây có thể đủ điều kiện để được hưởng một phần trong thỏa thuận giải quyết vụ kiện tập thể trị giá 2 triệu đô la của Costco. Khoản thanh toán này dành cho những người tiêu dùng đã mua khăn lau ướt từ ngày 1 tháng 7, 2011 cho tới ngày 31 tây tháng 5, 2017. Các nguyên đơn cho rằng việc xả nước khi sử dụng các cái khăn giấy ướt này đã gây hư hại cho đường ống nước, hệ thống tự phân hủy, đường ống thoát nước và các hệ thống ống nước khác. Các thành viên của Costco từng mua sản phẩm trên có thể nhận lại được từ 1 đồng 30 cent cho mỗi sản phẩm, mỗi bịch khăn giấy ướt đã mua, với các cái mức thanh toán nhận lại tối thiểu là 7 đồng rưỡi và các cái mức thanh toán tối đa nhận lại là 55 đồng 90 cent đô la, tương đương với 43 bịch khăn giấy ướt. Đặc biệt là không cần bằng chứng mua hàng để nhận các cái thanh toán này, và thời hạn nộp yêu cầu hợp lệ phải được thực hiện trên trang website sau đây trước ngày 9 tây tháng 8 2024. Và đây là cái hộp khăn giấy của Curlen, khăn giấy ướt. Quý vị có thể xem mẫu mã để nếu như mình chưa mua thì mình tránh không có mua để làm nghẹt đường ống cống. Và nếu như mình đã mua rồi trong những cái khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 2021 đến 31 tháng 5 2017 thì quý vị có thể vào trang website sau đây để mình có thể đăng ký điền đơn nhận lại những cái số tiền bồi thường của Costco và không cần bất cứ bằng chứng mua hàng nào cả theo như Costco thông báo. Các bạn có thể vào trang website ở trên này và ngay mũi tên đỏ là cái chỗ để mình file claim, các bạn click vào đây và sẽ xuất hiện cho mình một cái trang mới. Trên cái trang này thì có 3 lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên đó là nếu như quý vị nhận được những cái tờ thư thông báo từ Costco để mình có cái số claim number thì quý vị chọn hàng đầu tiên và mình đánh cái số claim number giống như cái ô màu đỏ claim number ở đây. Còn nếu như mình không có nhận được bất cứ một cái thông báo hay là thư từ nào từ Costco về cái vấn đề claim cho những cái khăn giấy ướt này thì quý vị chọn cái ô thứ hai, đó là không có số claim number và muốn điền đơn trên online. Và cái ô thứ ba tức là dành cho những người mà muốn in những tờ đơn này trên online và điền bằng tay và gửi qua đường bưu điện trước ngày 9 tháng 8, 2024 theo địa chỉ phía dưới này. Ở đây thì mình chọn ô thứ hai tức là mình không có nhận được bất cứ thư từ nào từ Costco và mình muốn khiếu nại trên online để nhận cái bồi thường này. Sau khi chọn ô thứ hai thì mình bấm cái nút xanh là Next để đi qua một cái trang kế để mình có thể điền những cái thông tin cần thiết nha. Tại trang này thì quý vị chỉ điền có vài dòng căn bản là tên, họ, địa chỉ nhà, tiểu bang nơi mình sinh sống và zip code, email và số điện thoại. Và phía dưới này nó có hai cái phần để quý vị điền là quý vị đã mua bao nhiêu cái hộp khăn giấy ướt này thì tùy quý vị chọn ở đây. Và tối đa là 43 hộp thì sẽ nhận lại là 55 đồng 90 cent nha. Sau khi điền tất cả thì quý vị sẽ bấm Submit ở trên đây để nộp đơn trực tiếp online. Và ở đây nó cũng có một cái địa chỉ dành cho quý vị nào muốn tự in những tờ đơn này ra điền tay và gửi theo địa chỉ này trước ngày 9 tháng 8 cũng được nha.
Đối với thuốc giảm cân Ozempic và Wegovy thì điều thay đổi cuối cùng đã tới vào ngày 2 tháng 4, 2024. Costco có tin vui cho những ai muốn sử dụng những thuốc giảm cân Ozempic và Wegovy dành riêng cho hội viên Costco như sau. Là người mua sắm tại Costco đã biết rằng giá hiệu thuốc của họ thuộc loại thấp nhất đối với nhiều loại thuốc. Và giờ đây thì các thành viên của Costco cũng có thể nhận được thuốc giảm cân thông qua chương trình thuốc của Costco. Costco đã triển khai quan hệ đối tác với CSAM, là một công ty y tế từ xa, sẽ cho phép các thành viên của Costco liên kết với các bác sĩ giảm cân trên toàn quốc và phát triển một chương trình phù hợp với họ, bao gồm cung cấp các cái thuốc Ozempic và các cái thuốc giảm cân khác tương tự như Wegovy. Chương trình với mức giá độc quyền đó là $179 cho đăng ký 3 tháng cung cấp thuốc giảm cân. Trong thời gian đó thì CSAM ước tính là mọi người sẽ giảm được khoảng 5% trọng lượng cơ thể và người đăng ký sẽ được thanh toán 3 tháng thuốc một lần trong suốt thời gian đăng ký của họ. Thuốc giảm cân Wegovy và Ozempic nếu như phải trả bằng tiền mặt thì rất là mắc tiền, có khi lên tới vài trăm đến cả ngàn đồng cho những cái liều thuốc sử dụng này. Thì đây là tin vui cho những người giảm cân. Một cái lợi ích vô cùng to lớn của hội viên Costco đó là chương trình thuốc theo toa. Gần một nửa số người Mỹ dùng ít nhất là một loại thuốc theo toa hàng tháng và hơn 10% là họ dùng 5 đơn thuốc theo toa mỗi tháng. Đối với nhiều người cần phải dùng thuốc theo toa kê đơn để kiểm soát tình trạng sức khỏe mãn tính thì việc tìm cách tiết kiệm tiền mua những loại thuốc quan trọng này là rất là cần thiết. May mắn thay là có rất nhiều cơ hội để tiết kiệm tiền mua thuốc theo toa, bao gồm các cái chương trình từ các nhà bán lẻ bán sỉ như là Costco. Hiện Costco có hai chương trình tiết kiệm thuốc theo toa như sau. Thứ nhất là chương trình kê đơn của thành viên Costco sẽ tiết kiệm những khoản tiền thuốc theo toa từ 40% đến 80% cho các cái thuốc kê đơn được cung cấp trong cái danh sách thuốc ưu tiên. Danh sách này đại diện cho các loại thuốc có mức tiết kiệm đáng kể nhất. Ví dụ như thuốc gốc được cấp phép giống hệt với thuốc chính hiệu và được cung cấp thông qua chương trình thuốc kê đơn của thành viên Costco. Thuốc gốc được cấp phép có sẵn như là một giải pháp để thay thế cho các cái loại thuốc chính hiệu có giá quá cao. Thuốc gốc được cấp phép là do công ty có thương hiệu sản xuất giống hệt với sản phẩm thuốc có thương hiệu, trong khi thuốc gốc sẽ có cùng những thành phần hoạt chất nhưng có thể khác nhau về màu sắc, hình dáng, kích thước hoặc là những thành phần không hoạt động. Vì vậy, thuốc gốc luôn luôn bao giờ cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều so với thuốc chính hiệu. Ngoài ra thì các cái chương trình tiết kiệm thuốc theo toa phổ biến với nguồn cung cấp thuốc dùng trong 90 ngày chỉ có giá 10 đồng với hàng trăm những cái tên thuốc theo toa phổ biến, quý vị có thể kiểm tra trên trang costco.com. Chẳng hạn như thuốc cao mỡ, thuốc huyết áp, thuốc tiểu đường, thuốc trị khớp xương hay là nấm vẩy nến. Có một cái danh sách từ E đến C theo tên thuốc để quý vị có thể kiểm tra nha. Một cái lợi ích vô cùng to lớn giá trị khác đó là mua đồ gia dụng điện tử tại Costco. Tại sao nên mua đồ gia dụng điện tử tại Costco là bởi vì giá mà bạn nhìn thấy là giá bạn phải trả. So sánh giá trọn gói của Costco thì không có bất ngờ nào phát sinh như là các cái phí lắp đặt, vận chuyển hay bảo hành. Tuyệt vời nhất là giá của Costco luôn luôn bao gồm luôn cả cái giá mà nhà sản xuất bảo hành trong vòng 2 năm kế cho cái sản phẩm mà bạn mua, cùng với các cái dịch vụ giao hàng, lắp đặt hay là vứt bỏ đi những cái thiết bị cũ mà các bạn cần phải bỏ. Hiện tại thì Costco đang có chương trình giảm giá mua đồ gia dụng điện tử, mua 2.500 sẽ được giảm thêm $600 và mua 1.999 đồng sẽ được giảm thêm $400.
mua 1.500 đồng sẽ được giảm thêm 200 đô la và chương trình này sẽ kéo dài cho đến ngày 10 tháng 7 2024. Các bạn có thể xem thông báo chính thức trên trang Costco.com nha. Bên cạnh nhiều lợi ích to lớn giá trị dành cho hội viên Costco thì ba món hàng nhất định phải mua của Costco bởi vì không đâu có được lợi ích nhiều như thế. Thứ nhất là vỏ xe. Bất kỳ nhãn hiệu vỏ xe nào thì Costco thường xuyên đưa ra các cái chương trình khuyến mãi cho một bộ 4 cái vỏ xe. Các chương trình khuyến mãi này thường áp dụng cho một số những thương hiệu cụ thể chẳng hạn như là Michelin hoặc là Bridgestone và có thể dao động những cái khoản này là từ 50 đô la đến 100 đô la. Hơn nữa thì Costco thường áp dụng chiết khấu trực tiếp này cho những cái giao dịch mua hàng của quý vị. Khoản tiết kiệm tức thời này khác với các cái hãng vỏ xe bên ngoài. Điều này vô cùng hữu ích đối với hội viên của Costco bởi vì khi mình đi ra các cái cửa hàng bán vỏ xe bên ngoài hay các cái tiệm sửa xe bên ngoài để mà mình thay 4 cái vỏ xe thì mình không thể nào biết được chắc chắn là loại nào đang có một cái giảm giá chiết khấu như là Costco trực tiếp chiết khấu cho mình những cái số tiền đó dù mình có biết hay không biết chương trình này. Ngoài ra thì Costco miễn phí lắp đặt 4 cái bánh xe này cho mình, trị giá khoảng 80 đến 100 đô la nếu như mình phải mua các cái vỏ xe này từ bên ngoài hoặc là từ các cái nơi sửa xe thì họ tính luôn cái phí này thêm cho mình gần cả 100 đồng nha. Món thứ hai đó là nệm của Costco luôn luôn có giá rẻ và được giao hàng lắp đặt miễn phí. Tuy nhiên nệm Timber Padded Costco thích quảng cáo cho loại nệm này, mặc dù là không phải lúc nào cũng có được giảm giá, nhưng nệm Timber Padded của Costco luôn luôn được tặng lại những cái thẻ Costco gift card khi mình mua những cái loại nệm nhất định. Ví dụ như hiện giờ thì quý vị và các bạn có thể nhận lại được những cái thẻ Costco gift card trị giá 300 đô la khi mình mua nệm Timber Padded này trực tuyến online. Và cái giảm giá này sẽ hết hạn vào ngày 7 tháng 7, 2024. Các cái thẻ quà tặng của Costco gift card sẽ gửi đến quý vị trong vòng 4 đến 6 tuần sau khi mua những cái tấm nệm Timber Padded kèm thêm dịch vụ vứt bỏ nệm cũ miễn phí cho quý vị nha. Món thứ ba đang có giảm giá lớn tại Costco đó là những chiếc máy tính MacBook đang có giảm giá từ 150 đến 200 cho đến ngày 21 tây tháng 7. Tuy nhiên, cái phần lợi ích lớn nhất đó là khi mua những laptop hoặc là những chiếc điện thoại smartphone thì quý vị luôn luôn có được sự trợ giúp của nhân viên kỹ thuật miễn phí một tuần 7 ngày nha. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình vào Costco để xem hôm nay Costco đang sale những cái mặt hàng nào nha. Hôm nay thì ở Costco có một bộ kem dưỡng da Rox, bình thường là 50, hôm nay giảm 15 đồng còn 34 đồng 99. Đây là loại kem dưỡng ẩm chống lão hóa nhờ có cái thành phần Rox Retinol là một chất tẩy tế bào chết và tái tạo làn da mới trẻ trung cùng với dưỡng chất acid hyaluric và glycerin thẩm thấu nhanh, chống giảm nếp nhăn, đốm đen và sẹo do mụn để lại, rất là tốt và có hiệu quả sau 4 đến 8 tuần. Ngoài ra có những cái mặt hàng kem dưỡng da của Pericon MD sử dụng bằng huyết tương giúp cho cổ và mặt chống lại nếp nhăn rất là nhanh. 90-98% đều thấy hiệu quả sau 4 đến 8 tuần sử dụng. Và hôm nay sản phẩm này cũng giảm 10 đồng, chỉ còn 39 đồng 99. Đặc biệt cái loại Pericon này có SPF 25 chống nắng luôn nha. Một hộp gồm 3 cây mascara của L'Oreal Paradise dưỡng mi cong mi hiệu quả gấp 20 lần làm cho mi dài, cong đẹp và chống đóng cục trên lông mi. Hôm nay giảm 4 đồng rưỡi, chỉ còn có 18 đồng 49 sen cho 3 cây này nha. Một pack gồm 3 chai xà bông tắm của Dove, hôm nay giảm 4 đồng rưỡi. Chỉ còn có 12 đồng 49 cho 3 chai xà bông tắm Dove dưỡng ẩm này, kéo dài đến 24 tiếng làm ẩm da nha.
Một pack gồm 5 tuyếp kem đánh răng làm trắng răng của Colgate hôm nay giảm 6 đồng, chỉ còn có 10 đồng 99. Thường thì các cái kem đánh răng làm trắng răng hay làm bào mòn các cái men răng và làm suy yếu các cái nú răng. Nhưng loại này của Colgate thì đảm bảo là bảo vệ men răng, nú răng và chống lại vi khuẩn trong vòng 24 tiếng. Mình rất là thích cái loại xà bông gội đầu của Super Nature này bởi vì thành phần luôn là tự nhiên. Và hôm nay giảm 5 đồng, chỉ còn có 9 đồng 99 cho một chai 30 ounce. Với tinh chất cây lô hội tạo bọt phong phú, nhẹ nhàng làm sạch và dưỡng ẩm tóc, làm cho tóc mềm mượt mà không bị tước tóc. Đặc biệt là không chứa các cái nguyên vật liệu như là thuốc nhuộm để làm hư hỏng tóc. Một bịch sô-cô-la coconut bình thường 12 đồng, hôm nay giảm 3 đồng 60 cent, chỉ còn có 8 đồng 39 cent. Cái loại này ăn rất là ngon bởi vì cái nhân ở trong nó có quyện đường cộng với sô-cô-la và dừa cho nên là rất là đặc biệt nha. Loại này cũng mới về Costco tuần này ha. Thành phần của bịch này thì không có cholesterol và không có mỡ xấu. Tuy nhiên đường thì hơi cao cho nên quý vị. Mình qua đến cái khu bán bánh mì bởi vì bánh mì ở đây mình rất là thích. Có rất là nhiều các cái hạt ngũ cốc, omega 3, fiber. Và mua một tặng một, tính ra một pack bánh mì như vậy chỉ có giá 3 đồng, 3 đồng rưỡi thôi nha. Loại màu xanh này thì nhiều các cái hạt ngũ cốc hơn là loại màu đỏ, đến 24 gram hạt ngũ cốc, 8 gram protein và 4 gram fiber cho 2 miếng bánh mì, rất là bổ dưỡng. Bánh mì thì cũng giống như gạo, bánh mì nâu này thì ăn bổ dưỡng hơn bánh mì trắng. Một thùng mì hoành thánh nhật 6 tô chỉ có giá 16 đồng 49. Sợi mì thì dai mà hoành thánh thì không bị bở. Rau thì tươi, vị rất là ngon nha. Hôm nay Costco có về những cái bịch cơm chiên 4.6 pound mà chỉ có 14 đồng 99. Trong đây có rau, củ quả, có mực và có thịt. Cái vị này ăn rất là ngon, không có thua gì cơm chiên Panda nha. Một cái bịch hoành thánh nhân thịt gà và có ngò, đặc biệt là có một bịch nước sốt gừng rất là ngon trong cái bịch hoành thánh này, chỉ có cái giá 9 đồng 99 nha. Bốn mươi viên há cảo của Panda chỉ có cái giá 13 đồng 99. Loại này mình về mình hấp lên mình ăn rất là tươi, ngon, dai. Một cái túi để mình đựng đồ trong phòng giặt đồ rất là lớn, chỉ có 14 đồng 99. Phía bên ngoài là vải cô tông, còn phía lót ở trong là cái lớp polyester chống thấm nước và mình có thể xếp lại nếu như không sử dụng để đỡ tốn diện tích. Có hai cái tay cầm rất là chắc chắn. Bên này thì mình thấy có một cái pack 4 cái chai xịt thơm giảm 2 đồng chỉ còn 7 đồng 99. Một cái ghế xoay 360 độ và điều chỉnh chiều cao chỉ có 39 đồng 99 thôi. Khung ghế thì được làm bằng chất liệu thép không rỉ nhưng mà có bao bọc bởi những cái cao su. Và cái mặt trên thì có một lớp ngồi rất là êm, rất là vững chắc nha, bởi vì nó có đến 4 chân lần. Một bộ 3 cái thớt chỉ có 13 đồng 99, được làm từ nhựa polyethylene cho nên không bị ố hay là không bị thấm nước, chống trơn trượt, dễ sử dụng và dễ rửa, an toàn trong máy rửa chén nha. Đặc biệt là Costco đang có một cái mặt hàng đang rất là hút. Đó là một cái kệ 2 tầng có thể kéo và điều chỉnh chiều dài, tiết kiệm được diện tích không gian mà lại rất là nghệ thuật. Với cái bàn kéo xếp này, mặt trên là gỗ chống thấm nước và 4 cái chân là thép không rỉ.
Đặc biệt là có thể xếp vào rất là gọn và kéo ra tiện sử dụng khi cần thêm diện tích 2 tầng để mình để rất là nhiều đồ. So với một cái kệ tương tự như vậy của một cái hãng khác thì họ bán đến 60-70 đồng. Một pack gồm có 5 cái miếng mình kẹp để trong xe để cho nó thơm xe. Hôm nay giảm 2 đồng chỉ có 8 đồng cho 5 cái miếng này nha. Và có rất là nhiều những cái mùi khác nhau để mình sử dụng cho xe. Thuốc Advil thì hôm nay giảm 5 đồng chỉ còn có 15 đồng 49 cho 300 viên nha. Thuốc vitamin là một trong những mặt hàng chiến lược của Costco không đâu rẻ bằng. Các cái bịch hạt Nuss mà Omega 3 lộn xộn ở trong đây hôm nay giảm 3 đồng chỉ còn có 6 đồng 99 cho một bịch rất là lớn. Loại này thì tập trung Omega 3 và các hạt Nuss rất là nhiều cho nên rất là bổ dưỡng, không có cholesterol, không có mỡ xấu mà lại hỗ trợ cho tim mạch. Hôm nay ở Costco thì mình thấy về những cái bịch bánh chip lộn xộn của Nhật chỉ có 9 đồng 89 mà bình thường là 12 13 đồng. Và ở đây có cái gian hàng họ có để sẵn những cái phần sample của những cái snack lộn xộn của Nhật này, ăn rất là ngon, cái vị vừa phải mà thơm lắm. Một cái cây đèn gắn trần nhà có thể điều chỉnh được ánh sáng. Hôm nay giảm 5 đồng chỉ còn 19 đồng 99, những nơi khác họ bán cái cây đèn này là 30 mấy đồng nha. Một cặp hai chai xà bông và dầu gội Nexer hôm nay giảm 10 đồng chỉ còn có 19 đồng 99. Loại này là cực kỳ tốt bởi vì nó không có chứa nhiều chất axit làm hư tóc, rụng tóc và làm mượt tóc vô cùng ẩm kéo dài đến 24 tiếng, 48 tiếng nha. Đặc biệt là tuần này ở Costco có những cái sản phẩm được giới thiệu là dòng sản phẩm dưỡng da tắm gội của Sebamed. Điểm đặc biệt của cái loại sản phẩm này từ kem dưỡng da cho đến lotion dầu gội đều được thiết kế tỉ mỉ với độ pH là độ kiềm trên da, chính xác là 5.5 pH, giúp cho làn da khỏe mạnh và các cái dưỡng chất tự nhiên thẩm thấu an toàn cho da. Thường thì một số những cái sản phẩm skin care hay dầu gội có cái độ pH cao là bởi vì sản phẩm đó họ không có sử dụng những nguyên vật liệu đắt tiền, cho nên họ khó mà chắt lọc kiểm soát để đưa cái độ kềm axit về đúng với tiêu chuẩn của làn da. Một lần nữa, nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, nhấn like, bình luận và chia sẻ video nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.